Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã báo cáo việc điều chỉnh quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng. Theo đó, để thực hiện các quy định mới của Trung ương, trên cơ sở rà soát các điểm bất cập chưa hợp lý, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề xuất điều chỉnh bổ sung một số quy chế phối hợp liên quan đến công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với một số cấp ủy tổ chức Đảng đảm bảo phù hợp theo các quy định mới của Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với các đề xuất của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng thời nhấn mạnh việc sửa đổi các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cấp ủy Đảng có liên quan là nhằm tăng cường chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng, trong đó nâng cao hiệu lực hiệu quả và tăng cường công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của Đảng, đáp ứng yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong tình hình mới. Nghe báo cáo ý kiến về nội dung liên quan tới công tác biên phòng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là nội dung quan trọng mang tầm chiến lược với mục tiêu cao nhất là xây dựng đường biên giới giàu mạnh, hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển. Trọng tâm là tăng cường tinh thần đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới, nâng cao chất lượng đời sống và vì hạnh phúc nhân dân. Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo ý kiến về việc thực hiện quy định 137 ngày 1 tháng 12 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, việc đánh giá xếp loại chất lượng năm 2023 đối với cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.